Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với shop công phu của Toàn. Thì hôm nay Toàn có một đơn hàng chuyển hoàn từ Sóc Trăng về. Thì mình hôm nay đã gặp phải một thánh chôn. Thánh chôn này thì mình đọc thử xem các bạn có biết tên và địa chỉ của thánh chôn này không nhé. Bạn ấy tên là Ngô Minh Chí, ở ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Hải, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của bạn ấy là 0368039517. Thì hiện nay mà gọi điện thoại cho bạn ấy là gọi chỉ có một chuông là sẽ tắt máy thôi. Thì thực ra cái côn này nó chỉ giá nó rất chỉ là thấp thôi các bạn ạ. Nhưng mà về cái tinh thần như thế là mình nói là đúng gặp cái thánh chôn. Một chia sẻ với các bạn rằng một ngày mình có rất nhiều đơn hàng côn nhị khúc khác nhau. Đã nước mình cũng có 2-3 đơn hàng côn nhị khúc. Thì một ngày mình có rất nhiều đơn hàng côn nhị khúc như vậy. Thì không thể tránh khỏi là sẽ có những đơn chôn mình. Sẽ có đơn hàng cố tình ghi những địa chỉ sai hoặc tên nhận sai để chôn mình, cái đó là bình thường. Trong làm ăn là sẽ có những cái sự rủi ro là như vậy. Thì mình đã gọi như mình đã chấp nhận là như vậy rồi đó. Nhưng mà cái đơn hàng này mình đã gặp đúng thanh chôn. Thật sự ra là mình phải nói là rất tội nghiệp cho cái bác ở Bưu Điện ở thị xã Vĩnh Châu. Bác ấy có gọi điện mà trong lúc nói bác ấy có cảm giác là rất bức xúc với cái khách hàng này. Mình rất tội nghiệp cho bác. Bởi vì bác đã 3 lần đi chuyển hàng cho cái bạn Ngô Minh Chí. Mình vẫn tôn trọng gọi là bạn Ngô Minh Chí nhé. Chứ mình không hề mà giống như mọi người là chửi nói thằng này thằng kia, không phải. Rất tôn trọng khách hàng của mình. Bạn Ngô Minh Chí này đã bên bưu điện xã, cái nhân viên giao hàng nó gọi cho bạn ấy 3 lần. Trong lúc nói chuyện mình nghe cái giọng nói của bác bưu điện, bác già rồi, bác cũng lớn tuổi rồi, bác nói cái cảm giác của bác rất chi là bức xúc với cái khách hàng này. Lừa đến 3 lần, ra một địa điểm nào đó chờ cậu ấy đến, chờ đến 7 giờ tối mà muối đốt ở ban đêm, ở ban đêm thì nó có muối các bạn ạ, chờ đến 7 giờ đêm không có, gọi điện không được, bác là về. Lần thứ hai là cũng lừa địa điểm khác, lần thứ ba cũng lừa địa điểm khác nữa. Thì là bác 3 lần phải chờ người này, vì người này rất nhiều mà người này vẫn không ra lấy hàng. Thì bác gọi điện bức xúc, bác nói kể lại rồi sau đó bác thôi em mới chuyển hoàn thôi, em không giao cho thằng này nữa, bác còn nói vậy nữa mà. Thì mình cảm giác mình lúc đó mình nói bác ơi, bác thông cảm, cái này là bên bưu điện cũng đã cố gắng rồi, con biết rất cảm ơn bác, thật sự là cảm ơn bác đã nhiệt tình như vậy, nhưng mà để con gọi lại cho anh ấy như thế nào để xem thử sao bạn ấy lại làm như thế. Thì mình gọi lại cũng cái tình trạng là có đổ một chuông cái là thôi không gọi được, để chặn số. Thì thật sự ra mình rất buồn ở chỗ đó. Không mua hàng thì thôi, chuyển hoàn thì thôi, chứ làm sao đầy nhân viên bưu điện như vậy được. Mình là gửi cho nhân viên bưu điện mà không nhận hàng thì thôi, trả tiền trả hàng lại cho mình là được rồi. Mình rất thương người ở chỗ đó. Chứ cái này nó chuyển hoàn có 30.000 trả đáng nhiêu, có 30.000 thôi, mà mình thật sự là thương những người mà lớn tuổi. Người ta đi làm việc cũng vì miếng cơm manh áo, đi làm việc cũng chỉ vì đồng lương, vì cơm áo gạo tiền, cũng vì gia đình, vì vợ, vì con, vì cái này, vì cái kia, mình cũng vậy. Tất cả chúng ta là đã là một người trưởng thành, một người đi ra ngoài, đi lập nghiệp là vì gia đình, vì bản thân của chúng ta rất ít. Thật sự ra ngày mình có khả năng ăn được 2 bữa, hoặc có 1 bữa thôi, có ngày thì quên bữa sáng, có ngày thì quên bữa trưa, ăn được bữa sáng thì quên bữa trưa, ăn được bữa trưa quên bữa sáng. Thật sự ra công việc của mình nó cũng khá là nhiều bận rộn. Vậy mà mình không bao giờ mình nói là mình khổ sở hay thế này thế kia, hoặc là mình như thế này, bởi vì mình không thích sướng. Số mình là vậy. Mình cảm thấy mình làm việc nhiều, mình làm việc nhiều, mình cống hiến cho đời nhiều, mình giúp người ta nhiều, thì mình cảm thấy đó là một cái niềm vui, chứ mình không bao giờ than khổ cho đời hết. Thật sự ra một cái điều buồn là như vậy. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nhé. Mình bóc ra là hàng côn nhị khúc gì nhé. Thực ra thì nó cũng chả đáng nhiều đâu, mỗi cặp côn nhị khúc gỗ căm xe dây dù. Đấy, mình sẽ trực tiếp bóc hàng cho các bạn xem. Côn rất chỉ là đẹp, cậu ấy còn dặn mình là lựa cho cái cặp côn rất chỉ là đẹp. Các bạn xem này, cho bạn chim ngưỡng đường gần vân mình lựa cặp đẹp nhất trong cái thùng của mình. Đây các bạn xem này. À, lựa cặp rất chi là đẹp, đường vân rất đẹp. À, cặp rất đẹp để gửi cho bạn ấy mà
rồi có một cái hành động mà nó không được đẹp là như vậy. Thì con người Việt Nam mà chúng ta là sinh ra một đất nước, là một trong những đất nước là có truyền thống văn hóa từ ông cha để lại là rất tốt đẹp rồi. Trong xã hội thì chắc chắn không thể tránh khỏi việc có người này người kia, người xấu, nhưng mà mình không thể để làm ảnh hưởng tới một uy tín của một quốc gia được, một đất nước được. Tất cả là mình công việc mình làm cống hiến bây giờ đó là cho nền võ thuật nó trong sáng và nó đi lên. Bởi vì con người là cần sức khỏe, cần cái sự tự tin để đi ra ngoài. Tất cả các bạn biết đấy, khi mà các bạn bước qua ngưỡng 40 thì lúc đó các bạn cảm thấy tiền nó không quan trọng bằng sức khỏe nữa. Sức khỏe là làm ra tiền chứ không phải là tiền làm ra sức khỏe. Thành thử ra những bạn tới đây tập luyện ở võ đường đa số là những bạn rất chỉ là lớn tuổi chứ không phải là thanh niên, số lượng ít hơn cả là người lớn tuổi nữa. Thì thật sự ra cái sức khỏe là quan trọng, cực kỳ quan trọng, nên là mình khuyên các bạn là nên tập thể thao, chơi môn nào cũng được để các bạn tăng cường sức khỏe mà tinh thần của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. Chúng ta mà có tinh thần sảng khoái, tinh thần tốt thì sức khỏe chúng ta đi lên, rồi trí tuệ của chúng ta suy nghĩ thấu đáo, và trong lúc đó chúng ta làm ăn kinh doanh, bất cứ làm bất cứ vấn đề gì đó là sẽ rất chi là thuận lợi. Và mình nói một cái nữa, một cái quan trọng nhất vẫn là nhân quả. Mình thật sự ra mình không có theo đạo Phật, không có theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà mình nghiên cứu về hai cái đạo này rất chi là kỹ, và mình đọc sách rất chi là nhiều, và mình nghiên cứu đúng thật sự là có nhân quả. Ví dụ như mình nghèo thì không phải là già nghèo, nhưng mà cũng không khá giả gì, nhưng mà mình lấy cái gì để mình đi cho đây? Gia đình mình đang còn nghèo khó như vậy, ông bà ở quê, cha mẹ ở quê đang còn khó khăn như vậy, mình lấy gì đấy để mình đi làm từ thiện? Thì trong lúc này mình đã nảy ra một cái ý định, đó là làm video để hướng dẫn các bạn tập võ tại nhà, chia sẻ những kinh nghiệm của mình biết cho các bạn. Đó chính là đi làm từ thiện, mà món quà này món quà vô giá để các bạn để lại cho đời. Thì mình nghĩ được là như là phải làm như vậy thôi. Thì cái điều hướng tích cực đó là rất nhiều người đã quan tâm và gọi điện và động viên mình cố gắng chia sẻ những video mới hơn nữa và tốt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, giúp đỡ mọi người đang tập võ tại nhà, và người ta gửi lời cảm ơn tới mình rất chi là nhiều. Thì mình rất chi là vui mừng với cái đó. Thực ra mình làm từ thiện được nhiều cách mà, đâu có phải là có tiền là đi cho người này người kia, cái đó là không quan trọng. Cái quan trọng nhất là cái tấm lòng của mình, là nghèo mình cho một bát cơm ngày hôm nay nó còn quý hơn là người giàu cho 10 bát cơm. Thật sự là ra là như vậy, bởi vì cái phước nó đến. Như cái ông này này, như cái ông bạn này này, ông Ngô Minh Chí này, ông ấy chôn người ta như vậy, nhưng mà ông ấy có cảm thấy vui hay không? Có thấy trong lòng vui hay không? Có làm người ta buồn như vậy, làm cho người này người kia buồn như vậy, rồi bạn ấy có cười lên nỗi đau người ta được hay không? Thì mình cũng chả hiểu lòng của bạn ấy là như thế nào, nhưng mà lòng mình cảm thấy là mình đặt cái tình huống đó, mình anh ấy chắc anh ấy mình không chịu được đâu, cắn rứt lương tâm á. Nhưng mà không biết là bạn ấy suy nghĩ như thế nào. Thật sự ra ở Sóc Trăng thì mình quen biết rất nhiều ở chỗ rất nhiều những bạn tập ở đây cũng có Sóc Trăng rất nhiều, không thiếu. Ở chỗ Trà Vinh đi lên thì cũng rất nhiều bạn, ở chỗ Cầu Kè Trà Vinh rất nhiều bạn, nhưng mà thật sự ra ở khu vực miền Tây rất nhiều bạn tốt. Con trai của miền Tây rất chi là chịu khó nha các bạn. Và con trai ở Sóc Trăng mình có cái lời khen là các bạn ấy, dù là đa số là người dân tộc Miên, nhưng mà thật sự ra rất chi là tốt bụng, nói chuyện rất chân thành, mọi cái rất chi là tốt bụng. Mình khen là khen hoàn toàn là cả một cái dân tộc luôn, chứ không chê bai gì. Thật sự ra nó chỉ là một thành phần thôi nha các bạn. Các bạn không nên nghĩ xấu cho cái dân Sóc Trăng thế này chẳng thế kia, nhưng mà mình thấy được cái hay ở chỗ dân miền Tây là như vậy. Riêng đàn ông của miền Tây rất chịu khó, thương vợ thương con, đi làm kiếm tiền cho vợ chứ không để vợ đi làm, nhiều người là như vậy luôn. Đó, vợ ở nhà này, nước tắm da này, trắng da này, sửa soạn đẹp. À, về chồng đi làm về vẫn còn phải vào nhà đi lo đồ ăn đó. Cái đó là bình thường. Người đàn ông miền Tây cực kỳ tuyệt vời. À, sống để hưởng thụ. Nhưng mà chỉ có trong một thành phần giống như bạn này gọi là con sâu luôn. Bạn ấy cực kỳ là dở chỗ là làm ảnh hưởng tới một cái tập đoàn thanh niên. Thì cứ chỗ nào cũng vậy, có người tốt người xấu, nhưng mà mình là luôn luôn là cố gắng mong muốn kéo những cái thành phần này xấu này trở lại, làm sao để tốt, để tạo cái phước cho đời. Quan trọng nhất là mình tạo phước, thì mình chỉ nói đến tạo phước là kiếp này mình hưởng chứ không cần kiếp sau. Thật sự là như vậy. Trải nghiệm đây này, mình trải nghiệm đây, cái phước là mình nhận luôn.
mình khó khăn như thế nào mình cứ đi cho đi là mình chấp nhận lại luôn. Mình ngày trước mình mới vào con đường võ thuật thì các bạn không biết đâu, tháng có 2,5 triệu chưa đủ tiền đi đán, tiền xăng, tiền này tiền kia, tiền nhà mình đã ở là đã hơn 3 triệu rồi, 3,5 triệu rồi. Tất cả các mọi cái mình vào đây nó gặp khó khăn như vậy thì mình lấy gì mình đi cho đời đây đó. Nhưng mà mình vẫn phải cố gắng, mình phải đi giúp cái gì đó, mình cho được cái gì mình cho đó, thì thật sự ra là cái nhân quả là thật sự ra mình trải nghiệm ra mình mới biết được thật sự là nó hay là hay ở chỗ đó. Chứ chúng ta không nên cứ nghĩ là phải giàu mới đi từ thiện, không cần đâu. Thì cái video này mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn rằng là cái hiểu được là như vậy, chúng ta luôn luôn hướng tới cái sự chân thành thật thà cho đời. Mình chân thành với người ta lại chân thành lại với mình. Mình giúp đỡ người ta giúp đỡ lại cho mình. Có những người em của mình ở dưới miền Tây, mình cũng nói luôn, đứa em tên là Lê Thanh Triều, nó cũng là học trò của mình mà cũng là người em mà cũng là người đồng đội của mình. Thì cái lúc em nó mới lên đây cực kỳ vất vả, còn bạn gái em nó ở dưới miền Tây nữa. Thật sự ra là mình cũng ngại em, nó cứ mỗi lần ở quê lên là mang đồ hải sản từ quê này, tôm, cua, cái gì cứ mang cho anh thôi. Đó là một sự trả ơn mà mình nói một sự trả ơn vô giá, bởi vì mình đã kêu mang em nó. Mình không nói là mình làm như thế nào, mình đã kêu mang giúp đỡ em nó trong lúc khó khăn nhất, mình chỉ cần nói vậy thôi. Nhưng mà cái sự trả ơn của em nó là vô giá, tức là hết năm này qua năm kia, thật sự ra là như vậy. Thì cái một miếng khi đói bằng một gói khi no, chúng ta chỉ cần cho đi dù nhỏ bé những lúc cần thiết nhất thì sẽ được cái sự gọi là trả ơn rất chi là to lớn, thật sự là như vậy. Chứ không phải là mình nói xạo như thế này thế kia, các bạn cứ chiêm nghiệm cuộc sống, các bạn thử làm như thế xem cái niềm vui của các bạn có, rồi các bạn làm ăn rất dễ dàng. Đây một ngày mình có thể là bán ra 6-7 chọc côn là bình thường, không phải tự nhiên mà có, mà bạn nào cũng đang bán côn thì xem có bán được như thế không. Đó là sự uy tín chất lượng, mình phải mang cái sản phẩm uy tín chất lượng cho khách hàng, và mình phải tâm huyết với nó, và mình phải có trách nhiệm với nó, phải bảo hành cho khách. Hôm nay mình vừa bảo hành cho khách một cặp côn, nó bị cái con ốc ở đây nó bị lỏng, nó cái trục xoay nó hơi bị lỏng, đổi mới hoàn toàn luôn. Anh ở bên bé em là nước mình có đổi cho khách. Thì thật sự ra là làm ăn là phải như vậy, là phải có sự uy tín chất lượng thì người ta mới mua lại với mình lần nữa. Và thứ hai nữa là khách hàng vẫn là thượng đế. Đối với mình là một người thầy dạy võ, nhưng mà đối với người mà bán hàng thì khách hàng là thượng đế. Thì mình luôn luôn là cho khách hàng được cái này cái kia, nhưng mà nhiều khách hàng vẫn lỗ nha, coi thượng đế mà thượng đế quá, lỗ quá nha. Nhiều người rất chi là vô duyên, nói chuyện rất là lỗ, mình rất tôn trọng. Vâng, alo, ví dụ như alo, anh có phải Toàn không? Vâng, em Toàn đây anh ơi. Nói ra rồi hỏi thăm địa chỉ ra, Toàn ở đâu? Dạ em ở trong Sài Gòn. Ô xa quá. Vâng, anh ở đâu? Bốp cái, chả biết nói, chả hỏi, chả trả lời luôn. Có ông ở đâu gọi điện tới hỏi rất chi là nữa. Cái lối đánh này phải như thế này em ơi, đánh cho đòn đó phải gạt, phải đỡ, phải đánh như thế này, rồi em phải đánh như thế này mới đúng này, phải đánh như thế này nó mới có lực này, rồi thế này mình rất cảm ơn. Nhưng mà trong võ thuật nó rất nhiều đòn đánh, không nhất thiết là phải dập quân theo một lối đánh. Rất cảm ơn anh là như vậy. Nhưng mà ông nhiều người bảo thủ, ông bảo tôi học ấy, ông thầy này ông chỉ như thế đó. Thật sự ra là võ thuật là cái biển, chúng ta không nên dập quân cung phu tuyệt quyền đạo. Mình luôn luôn hướng dẫn các bạn là cung phu tuyệt quyền đạo là cung phu, là không giới hạn đòn đánh, không giới hạn kỹ thuật, nó không có giới hạn một cái chiêu thức nào hết, là chúng ta có thể biến hóa trong lúc thực chiến, tất bất cứ cái đòn nào cũng có thể biến hóa được. Giống như người ta đánh lên mình có thể đỡ được như vậy, mình có thể đỡ được như vậy, mình có thể gạt được đi như vậy, hoặc là mình gạt tay được như vậy, hoặc là mình kẹp tay như vậy. Rất nhiều đòn biến hóa không phải dập khuôn được theo một ông nào hết, đó là sự sáng tạo trong võ thuật. Thì chúng ta phải có tư duy tiến bộ thì chúng ta phát triển được. Thì mình không giỏi võ nhưng mà mình phải có tư duy, phải tiến bộ, chứ không thể nào mà dập khuôn theo các lối đánh ngày xưa mãi được. Thì mình phải có tư duy mới mẻ hơn, mình phải học hỏi đi ra ngoài, phải học hỏi được nhiều hơn thì mình mới mang được cái võ thuật Việt Nam nó phát triển được.
chúng ta không nên dầm khuôn. Đó, bây giờ võ thuật thế giới đang phát triển mạnh như vậy, cực kỳ là mạnh như vậy, nó du nhập vào Việt Nam, võ tự do, Muay Thái, boxing, kickboxing nó du nhập Việt Nam mạnh như vậy. Tại sao Toản bây giờ là phải đang học hỏi những môn phái đó và đang tập luyện những môn phái đó và đang tập và nghiên cứu là như thế nào? Bởi vì mình cần phải hiểu được sự thực chiến, thực dụng nó như thế nào để mình phải áp dụng được, mình học hỏi được người ta cái hay. Phải chấp nhận. Chúng ta phải chấp nhận là mình phải học hỏi đi. Đừng có bao giờ mà mình nghĩ là võ thuật Việt Nam là vô địch. Võ cổ truyền Việt Nam mạnh mà hay, nhiều đòn hiểm ghê lắm. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi luôn. Những bạn nào đang nghe mình xin lỗi cái tư duy đó, bỏ đi. Bỏ đi. Thật sự là như vậy. Bởi vì rất nhiều môn phái khác rất hay, rất tuyệt vời. Chúng ta cần phải nghiên cứu, học hỏi người ta để chúng ta tiến bộ. Chúng ta không có nghĩ được cái ao làng, chúng ta phải nghĩ được ra cái biển thì chúng ta mới phát triển được. Giống như một tờ giấy, các bạn chỉ có nằm ở trong cái trang này thôi. Các bạn cứ biết là trang này, các bạn phải lật sang cái trang khác thì các bạn mới biết, à thì ra trang này nó còn nhiều cái mà mình chưa biết. Thì vậy thì chúng ta mới phát triển được toàn bộ cái tư duy, cái sức mạnh của con người chúng ta được. Con người Việt Nam là một những con người và dân tộc là thông minh và tài giỏi, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chỉ có thiếu là tính bảo thủ của người Việt Nam thôi. Người Việt Nam rất bảo thủ, rất cố chấp và rất gia trưởng. Thì thời gian chúng ta cần phải cải tiến được những cái nhược điểm này để phát triển bản thân hơn, để làm sao để cái du nhập, hội nhập được với thế giới, để cho chúng ta cải tiến được cái tư duy và cải tiến được cái suy nghĩ. Nhưng mà một trong những tư duy cải tiến là một trong những tư duy về tích cực, không phải tiêu cực. Chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến cái tích cực nha các bạn, chứ không nghĩ là bậy bạ rồi ra làm cái này cái kia là hỏng hết cái tư duy nhé. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn cũng hơi nhiều, thành thử ra mình cũng mong hẹn lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn còn có thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới video nhé. Thì các bạn nhớ là luôn luôn đồng hành cùng với Toản nhé, cùng luôn với Toản trong những cái chương trình dạy võ và những chương trình ủng hộ bán đồ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.